Vũ Tiến Phước, cậu học trò của lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Ân Thi. Nhìn em chăm chú học tập như các bạn cùng trang lứa, nhưng ít ai biết được rằng Phước đang mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh khiến em không được như chúng bạn. Các bạn có thể chạy nhanh lâu hơn mình hoặc là nhanh hơn mình. Mình chạy chỉ được khoảng 1/3 các bạn thôi, mình đã thấy mệt rồi. Cháu là chỉ được hoạt động ở mức độ nhẹ bình thường thôi. Nếu mà chạy quá sức là bắt đầu cháu khó thở, cháu kêu cháu mệt, cháu tức ngực. Nó chèn nó tức ngực. Lắm lúc là thấy các bạn chạy nhảy ra là cháu cũng muốn chơi lắm, cũng thích lắm, nhưng mà vì thế là mới hạn chế. Bệnh tim bẩm sinh không chỉ làm Phước hạn chế về thể lực mà còn khiến em mặc cảm về ngoại hình. Cái xương lồng ngực của con là lồi ra hơn cho các bạn bình thường. Nó ảnh hưởng đến về mặt thẩm mỹ. Nên khi là cháu đi học nó mặc quần áo nó rất là tự ti, không dám mặc áo, có kể cả mùa hè mùa nóng mà cháu cứ mặc áo khoác để cháu che đi cái dị tật đấy. Bố của Phước vốn sức khỏe yếu, lại mắc thêm các bệnh về xương khớp và viêm gan nên không thể lao động nặng. Mẹ của em trước đây làm việc giao thư báo, thu nhập cũng chả đáng là bao. Vì thế, dù được phát hiện từ khi còn nhỏ, nhưng gia đình cũng không có điều kiện để làm phẫu thuật cho em. Cứ thế, bệnh tim bẩm sinh đã theo Phước suốt 16 năm nay. Ngày xưa là cháu bé là khi mà đi khám thì bác sĩ đã phát hiện rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình là không có tiền để mổ cho cháu sớm ấy. Cháu cũng thương mẹ, cháu bảo là không có tiền thì thôi con bẻ thế cũng được. Thế nhưng mà nhìn thấy con cứ khoác cái cặp về đằng trước, rớt nó mắt là thương con mà không có tiền điều kiện mà mổ đó. Hỏi con nóng như thế mà con cứ khoác cái cặp, con treo về đằng trước thì con không treo về đằng sau, con cứ treo về đằng trước để che đi cái đấy. Bệnh của con trai chưa được chữa mà bệnh của cha ngày càng trở nặng. Từ năm 2015, tần suất bố của Phước đi viện mỗi ngày nhiều hơn, đến nỗi các bác sĩ ở bệnh viện cũng quen mặt. Bệnh viêm gan C và viêm gan virus là ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều, và bệnh có nghĩa thoái hóa đốt sống cổ từ L1 đến L5 là hỏng hết, không cử động linh hoạt như người bình thường. Một năm là thường là đi viện tầm 2 đến 3 lần, có lần kéo dài tầm khoảng 2 tháng. Đi đến viện là bác sĩ đã quen, bác sĩ đã bảo là cho anh vào phòng đấy rồi. Năm 2016, bố của Phước qua đời vì bệnh nặng, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn để lại cho mẹ của em. Để có thể trả nợ tiền chữa bệnh cho chồng và cũng để nuôi con ăn học mà mẹ của Phước đã chuyển sang đi làm công nhân. Ngày nào chị cũng tăng ca, ngày nào chị cũng cố gắng đi sớm về muộn để có thêm trợ cấp chuyên cần. Bố mất thì có mỗi một mình mẹ em đi làm. Lúc ấy mẹ em bị mệt nhiều ấy ạ. Giờ bình thường ngày xưa là 5:30-6 giờ mẹ em có thể về đến nhà, thôi bây giờ nếu mà tăng ca theo công ty là phải tầm 8:00-8:30 mẹ em mới về đến nhà, là về rất muộn. Sợ mẹ đi đường có thể xảy ra vì gì đấy hoặc là nhà thì em rất lo ạ. Thương mẹ vất vả, thương em sức khỏe yếu. Cô bé Anh Đào khi đó mới đang học trung học cơ sở nhưng đã có ý định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Em muốn đi làm nhưng mà mẹ em muốn là cho em học hết cấp 3 thì để ra ngoài, nếu mà đi làm thì còn có cái bằng nữa. Nhưng mà về sau thì em thấy em học được, xong rồi mẹ em bảo là mẹ em cố hết sức cho em học nên là em mới học đến bây giờ. Tiền lương công nhân ít ỏi mà tiền học cho các con thì nhiều, chi phí sinh hoạt cũng lớn. Vì thế mà ba mẹ con thường có kế hoạch chi tiêu rất chặt chẽ. Chị phải ra cái kế hoạch ấy, có nghĩa là thức ăn, thức uống, tiền hàng ngày chỉ 25-30 nghìn thôi. Từ trước đến bây giờ, từ thời các cháu còn bé đến bây giờ, có nghĩa tiêu chuẩn là ví dụ sáng ăn đậu, trưa ăn trứng, 2-3 ngày đổi bữa cho cháu một miếng thịt. Thiếu thốn tình cảm của cha, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mẹ phải tăng ca thường xuyên vắng nhà, nhưng hai chị em của Phước vẫn tự bảo nhau từ việc học đến việc nhà để mẹ yên tâm. Bây giờ chị em đi học thì cũng có thể tháng về một lần, kiểu con em ở nhà là có thể học hành xong là có thể dọn dẹp nhà cửa, cắm cơm, giặt quần áo, quét sân với nhà các thứ, chua gà ăn. Nó thời gian còn lại là để học tập. Nếu mẹ về muộn thì có thể dọn dẹp nhà cửa, cho gà thứ ăn, xong là mẹ về mẹ chỉ việc tắm rửa, xong là đi ngủ ạ. Đang là sinh viên năm thứ 2,
nhưng anh Đào đã biết đi làm thêm và có thể tự trang trải kinh phí học tập, đỡ đần đi phần nào gánh nặng cho mẹ. Ngoài giờ học thì em có đi làm thêm ở quán cháo, bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em. Từ đầu kỳ 2 năm nhất thì em đã có thể tự trang trải được rồi. Với sự chăm ngoan học giỏi ấy, Phước rất được thầy cô và bạn bè yêu mến, nể phục. Bạn Phước là người có tinh thần học tập rất là tốt, tính kỷ luật rất là cao. Ở lớp thì bạn ấy rất là hăng hái xung phong trả lời các câu hỏi. Thì em cũng rất ngưỡng mộ về cái tinh thần học tập của bạn Phước, chúng em đáng để học hỏi. Trong quá trình học thì khả năng nhận thức của bạn ấy cũng khá là nhanh. Mặc dù là với điều kiện sức khỏe của bạn ấy không được tốt, nhưng bạn ấy cũng đã cố gắng vươn lên trong học tập. Bạn ấy đã học tập với tinh thần là quyết tâm cao và bạn ấy cũng đã chứng minh được bằng cái kết quả học tập của bạn ấy. Trải qua nhiều khó khăn vất vả nên những mong ước của Phước không hề cao xa mà rất đỗi bình thường, giản dị. Thì em muốn mẹ không phải tăng ca mà có thể giữ gìn sức khỏe. Với gia đình thì em tự vận động bản thân là cố gắng sau này thành công để gia đình vượt qua khỏi khó khăn này. Bởi vì ngoài con đường học ra thì không còn con đường nào khác là để tạo điều kiện làm bước bật cho mình vượt lên cái khó khăn này. Cho nên là em sẽ cố gắng hơn nữa trong việc học tập và giúp đỡ mẹ trong những việc mình có thể làm. Xin kính chào quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thủy, trưởng phòng quản lý nợ ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Chương trình còn có sự hiện diện của đông đảo các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi. Thưa quý vị, một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời một con người là mất đi những người sinh thành ra mình. Và em Vũ Tiến Phước, học sinh lớp 11A6 của trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi, mặc dù mới chỉ có 17 tuổi, nhưng đã gần 10 năm nay em mất đi người cha của mình. Gia đình mất đi trụ cột khiến cho cuộc sống của ba mẹ con Vũ Tiến Phước đã khó khăn lại càng trở nên cơ cực hơn. Chính vì thế mà dù mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng Vũ Tiến Phước vẫn không có đủ điều kiện để phẫu thuật. Vượt qua những thiếu thốn về vật chất, vượt lên những khó khăn vất vả về điều kiện sức khỏe, trong suốt những năm học vừa qua thì Vũ Tiến Phước vẫn luôn là con ngoan trò giỏi, được thầy yêu bạn mến. Và với những nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy, em hoàn toàn xứng đáng được nhận một suất học bổng của chương trình Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên lên trao học bổng động viên tinh thần cho em Vũ Tiến Phước. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, bà Vũ Thị Thủy, trưởng phòng quản lý nợ ngân hàng Vietcombank Hưng Yên lên trao học bổng động viên tinh thần cho em Vũ Tiến Phước. Nữa là gia đình rất xúc động trước tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên cùng các ban ngành đoàn thể đã là tạo mọi điều kiện giúp đỡ, quan tâm và chia sẻ gia đình cũng như là cho Phước vơi đi một phần khó khăn trong cuộc sống để cố gắng có thể là vươn lên trong học tập, cố gắng trong học tập trở thành người công an, một người trở giỏi. Thật sự là xúc động, tôi mong nhiều các nhà tài trợ, nhiều các nhà hảo tâm hơn nữa trao học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó để các em được tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của các em. Vâng, xin cảm ơn suất học bổng mà hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã dành cho em Vũ Tiến Phước. Đây không chỉ là món quà dành cho Vũ Tiến Phước mà nó cũng là phần thưởng động viên tinh thần cho những nỗ lực vượt khó vươn lên của ba mẹ con em Vũ Tiến Phước và cũng như là một phần quà động viên tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình của em. Chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay thì xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.